Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè ở Australia sắp kết thúc và học sinh chuẩn bị trở lại trường bắt đầu năm học mới, người dân Australia được nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước một làn sóng COVID-19 mới đáng kể. Số liệu hàng ngày mới nhất của chính phủ liên bang Australia cho thấy có hơn 26.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn Australia do những thay đổi trong yêu cầu xét nghiệm và báo cáo. Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết những con số này có thể thấp hơn thực tế. Chắc chắn có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng hơn số liệu được báo cáo chính thức. Số ca nhiễm COVID-19 ở Australia tăng đột biến kể từ đầu tháng 12 năm ngoái do biến thể mới có tên JN1 có nguồn gốc từ virus Omicron. Thưa quý vị, Chile vừa khánh thành hệ thống tàu cao tốc nhanh nhất và hiện đại nhất khu vực Nam Mỹ với vận tốc 160 km/h và công suất vận chuyển 236 hành khách một chuyến. Lễ khánh thành và đưa vào chạy thử chuyến tàu cao tốc thương mại đầu tiên tại Chile diễn ra ngày 21 tháng 1, nối thủ đô Santiago de Chile tới thành phố Curicó. Hệ thống tàu cao tốc hiện đại vừa đi vào vận hành, cho phép thời gian di chuyển rút xuống còn 2 tiếng, giảm 30 phút so với tàu truyền thống trong khoảng cách gần 200 km giữa hai địa điểm. Đây là thời khắc quan trọng với giao thông khu vực Nam Mỹ, khi lần đầu tiên một hệ thống tàu hiện đại được đưa vào vận hành, góp phần kết nối giao thông và thúc đẩy kinh tế phát triển. Tàu do công ty CRRC Sifang của Trung Quốc sản xuất với mức giá vé từ 12 tới 24 đô la cho một chuyến đi. Thưa quý vị, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Estonia cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Latvia và Litva về việc cùng xây dựng một phòng tuyến tại biên giới với Liên bang Nga và Belarus. Thỏa thuận được ba bộ trưởng quốc phòng Estonia, Latvia và Litva ký tại thủ đô Riga của Latvia nhằm xây dựng một phòng tuyến gồm 600 lô cốt bê tông với chi phí 60 triệu euro nhằm mục đích bảo vệ ba nước. Các lô cốt có thể chịu được đạn pháo 152 mm và nhằm bảo vệ binh lính trước hỏa lực đối phương, đồng thời cho phép họ tiến hành chống trả. Từ nay đến cuối năm sẽ xác định vị trí xây dựng tuyến lô cốt để khởi công vào năm 2025. Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập ngày 22 tháng 1 cho biết sẽ cung cấp các dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động từ tình hình căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đỏ tới các tàu đi qua khu vực này. Các công ty và nhà máy đóng tàu của cơ quan quản lý kênh đào Suez sẵn sàng cung cấp tất cả các dịch vụ điều hướng, sửa chữa và bảo trì cần thiết mà các tàu quá cảnh có thể cần khi gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp. Cơ quan này cũng nỗ lực hết sức để cung cấp tất cả các dịch vụ nhằm duy trì hoạt động hàng hải đều đặn qua kênh đào Suez và tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ ngày 19 tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ, làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến đường biển quan trọng này và làm dấy lên lo ngại về tắc nghẽn nguồn cung.